nhằm ứng phó với tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020. Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công thương thành phố Hà Nội trong điều kiện dịch COVID-19. Tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã trao đổi về các khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Cụ thể, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, da giày đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, do nguyên liệu đa phần phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Với sức mua giảm tại thị trường nội địa và khó xuất khẩu, dẫn đến việc các doanh nghiệp buộc phải giảm công suất, trong khi giá thuê đất, thuê mặt bằng không giảm, giá nguyên vật liệu tăng lên. Từ thực tế đó, các doanh nghiệp đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước làm việc với các ngân hàng để giúp các doanh nghiệp giãn nợ, hoãn nợ, chậm nộp các khoản bảo hiểm xã hội, v.v. Trước những kiến nghị của các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thời gian tới, Sở sẽ đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công Thương, 57 thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới, tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào sản xuất, rà soát, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu như thị trường Liên bang Nga, châu Mỹ Latin, châu Phi nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, hướng dẫn các doanh nghiệp các tiêu chuẩn, quy cách, đóng gói, bảo quản, bao bì nhãn mác phù hợp với các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực hải quan, thuế, đất đai, ngân hàng. Đặc biệt, kết nối doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp các tỉnh thành để hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh liên kết, sử dụng sản phẩm của nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh để giảm mức phụ thuộc vào nguồn lực từ bên ngoài.